Xong chưa con? Dạ, xong rồi cô ơi, xong rồi hả? Mà phan đi, có gì đó sai sai rồi con ơi. Ủa sai gì cô? Ủa hôm qua con nói con là make up cho con, cô cái tông mà gọi là cổ điển. Cổ điển, nhưng mà lá liễu. Ngày xưa, thì đây lá liễu đây. Không, một trái son đâu rồi. Má hồng. Má hồng lợt quá con ơi, má hồng lợt quá. Là con muốn đậm lên ha. Đậm lên. Giữ gì ha. Trong cái hình hôm bữa mà con gửi cho cô đó. Rồi ok. Hình đó đó. Trời đất, Khánh Thần đụng cô ơi, hôm bữa cái hình đó là cái con tải trên mạng về. Ủa gì hả? Cho là con make up, ấy là mới thích cái tông giống gì cô. Cái tông gì đó. Tông vậy phải không? Tông gì là dịu. Ok. Em mà phan đi. Sao con không vẽ giống cái môi của con á? Cái môi con đẹp. Cái môi này đẹp nè, cái môi này đẹp, cô thích cái môi này hơn. Không được cô ơi. Sao vậy? Cô dâu mà make up cái môi trong cái ca tông con lại tên trong dành môi. Dành môi hả? Ừ. Không được. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt là con. Nha. Ôi tông cô dâu là phải khác, phải đậm hơn nữa. Vậy hả? Không hợp hả? Thôi vậy được rồi đó mẹ. Dạ. Dạ con mới đẹp rồi. Ê con. Dạ. Con mới biểu ơi. Bước qua đây. Nhanh lên. Gì? Nó có thằng đụng ai làm cái tóc cho mày vậy? Hả? Chị này nè. Chị nào? Nè. Kiểu này kiểu gì con? Bồ công anh bay trong gió. Quá đẹp. Vậy nói làm. Nè. Xuất sắc. Đây. Tại vì con trai cô á là ước mơ làm phi công, anh nói con mà. Vậy hả? Đúng rồi. Mà cha mẹ bắt đi làm hồ. Ừ. Cho nên á là con làm hai cánh máy bay luôn. Đó. Cho chọn diện ước mơ mẹ đám cưới luôn. Anh Năng ơi. Hai cánh hai bên. Hai cánh ngựa này. Trời. Là gì? Cái gì? Cái này. Cái là cái máy hiên. À vậy hả? Đó, là cái mũi máy bay á. Được không? Đẹp không? Đẹp. Được không? Ừ. Con thấy thích kiểu tóc rồi lắm á mẹ. Trời ơi. Thôi con tranh thủ nhanh đi chụp đi để nắng lên đấy con ơi. Yên tâm đi. Đến với sự đời của con á là đến đúng chỗ rồi. Vậy bước ra đẹp, bước ra là đẹp. Vậy hả? Ừ. Ai con ai một vậy? Ngày á con mới cướp bao nhiêu người chứ, một ngày con 5-6 cô dâu. Nó đổi với ngoài cảnh và cái tông này con chọn gói cho cô là anh âm thanh ánh sáng rồi layout make up chụp hình cho thuê đồ thuê bông rồi cái đồ ra một bộ rồi album, tặng cô thêm 5 tấm ngoài lề nữa với mẹ con dâu nữa. Hả? Là tổng chiều chính rồi. Ôi má ghẻ rồi tranh thủ có đội ngủ ra ngoài là đội ngủ á chụp hình ha. Dạ đây là con chụp hình đậu cụ hậu kỳ con. Bước là đẹp, bước ra đẹp, bước ra đẹp. Hôm bữa là con trai cô á, con gửi hình cho một album hình qua. Là con trai cô thích cái kiểu mà ngoại cảnh thiên nhiên hoạt bát, cái là những cái gọi anh chọn cái hình đó. Cô cũng thích ngoại cảnh thiên nhiên hoạt bát nữa, không có thích kiểu mà ghép thích hòa mình với thiên nhiên. Đúng rồi anh chọn hình. Xong rồi con dẫn qua đây chứ con kêu qua hiên trường bên kia kìa đẹp hơn. Hiên trường không có bông hoa đâu. Dạ. Nhiều lắm, gắn bông hoa nhiều lắm. Con thích rồi, con thích tạo lắm. Anh nói thiên nhiên thôi kệ, nó thích ở đâu thì cho làm nó đi. Nó tranh thủ đi con. Ngủ chưa? Để ánh sáng xong chị em ơi. Rồi mình set up cái đèn, mình phà thẳng qua đây ha. Rồi thẳng qua đây nè. Dạ rồi mời cô dâu ơi, chỉ chú rể mình vô cảnh đi, mình biết ha. Ôi được mấy em ơi. Em nói nghe nè. Dạ. Ơi có hồi hộp có rung gì không vậy? Trời ơi không, em bình thường hả? Rồi. Chứ ngày xưa chị lấy chồng chị rung lắm trời. Dạ. Mà tới thằng chồng thứ năm mà chị hết rung. Cái gì con lấy vậy? Tới năm chồng gì hả? Thằng đầu tiên chị rung lắm. Mà thằng thứ năm mà thì chị hết rung rồi. Dạ. Nó quen, nó quen. Bắt đầu bước qua thằng thứ sáu là bắt đầu nghĩ chị chán luôn. Chán luôn. Độc thân mình cái sướng. Ừ. Bây giờ chị đang độc thân luôn hả? Không, bây giờ thứ bảy rồi em. Nè chồng chị nè. Ủa, chồng chị là trợ lý gì, đạo cụ gì đó hả? Đây nè, ảnh thứ bảy đó, là chồng thứ bảy của chị đó. Sáu con kia chơi ra ghi hết trơn rồi. Dạ. Là hỏi không có hợp. Dạ. Thấy phụ nữ mà chọn đúng chồng là được lắm, mà sợ sai chồng là chết. Dạ đúng rồi, bởi vì... Tranh thủ. Bài nổi bài chìm. Em thấy chỗ cái mít này đẹp lắm nè. Em muốn chụp cái mít nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi ok, chụp cái đẹp cảnh bên đây xong con mít rồi. Dạ. Bây giờ nghe chị nhận nè. Dạ. Bây giờ bay cho em ngồi. Em ngồi ở đây. Cái gì với em? Em đã bụng. Em nè. Hả? Nó nghe nè. Dạ. Là hôm qua là chị thê chỗ này rồi, chị chụp hình rồi em ơi. Ê nào. Chụp hình ngoài cảnh con ơi. Chính luôn. Ơi. Chị Chính ơi. Ơi. Từ chị ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị? Chị Chính. Sao bữa nay cho khách thuê mà làm gì thế thì vậy? Đi kéo bên nhà bà Bảy đi lẹ. Đi hết được rồi. Nhanh lên, đi qua chạy qua chạy lên. Chỗ bữa nay khách thôi. Trời ơi, trời em ơi, chỗ tôi chụp hình chỗ ơi. Ông bà chụp hình con dâu kia thế rồi. Cho nhau một phút được không? Không, gần ngửi đây sao đi được, đi lẹ bắt lẹ lẹ, nhanh lên. Ủa giờ đau quá. Em ơi, làm vậy nó không biết, con quên hết trời. Thành con ơi. Cái trọng quá cảnh này vậy. Con trai cũng tưởng. Không có gửi mình qua con trai cũng tưởng cái cầu này. Ủa mày là hôm qua là chụp cái cảnh kế bên cái này đúng không? Mà tại vì cái anh nó hồi chọn cái bên đúng không? Nè, con thích nào chị? Tập lạ. Con thích á. Cái này gọi là cầu hôn. Cầu hôn. Cầu hôn. Đúng rồi, là cầu hôn. Hiểu không? Lạ nha chị. Cái này là cái cầu. À.
Còn đây là con dâu chú hôn, là cầu hôn. Vì nó mới hạnh phúc. Đúng rồi, đọc lại. Đúng rồi nè. Cái quan điểm của con là cầu hôn vợ con ở đây nè, cho nên là hai con mới hạnh phúc. Tại có cái mùi hạnh phúc. À, mùi hạnh phúc. Rồi, ok. Bé bé ơi, uống gì không? Uống gì không? Trà đá đi, trà đá đi. Ở đây hả chị? Mình phà thẳng vô em ngồi dọc em. Mấy ly em? Mấy ly em? Mình ngồi xuống, em ngồi xuống đi, giống như cái giả bộ vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ngồi ngoài. Mình phà thẳng vô. Mấy cho em ngồi luôn đi em. Bây giờ trong bây giờ trong cái đầu dưới cái áo cưới hơi bự con ơi. Mình hỗ trợ cô dâu cái đi. Em ơi cần hẳn nặng em ơi. Nặng nha. À mình. Ổn không? Ổn không? Ui màu quá đẹp luôn nha cả nhà ơi. Màu đẹp không em ơi? Màu đẹp tuyệt vời luôn. Sáng là chưa, ánh sáng là chưa đẹp. Ánh sáng là phà thẳng vô nha. Rồi chú dậy vô nha, chú dậy vô nha. Em ngồi đây là được rồi. Rồi chưa, rồi chưa? Ngồi đây là được. Bắt đầu chưa? Rồi chưa, mình bắt đầu nha. Nè cô dâu cười tươi lên ạ. Em ơi em ạ. À, gì anh ơi, sáng. Con dâu chứ phải là yêu quái mà làm đi kính kính chiếu yêu vậy. À, vậy xem cho. Sao con tao ca. Ha, mình cười lên ha ha. Cười lên, cười nhiên quá đi. Quá tự nhiên. Con dâu ơi, tự nhiên lên, tự nhiên. Con to lên. Con cười dễ chăng à. Cười lên. Hai ba. Cười lên, cười lên. Anh ơi, anh nói chọt cái gì nè. Anh thấy. Là anh phải làm cái gì nè. Đó, anh thẳng xuống gì nè mới gọi vô mặt được. Chú dễ con dâu hiểu không? Rồi. Anh lên dĩnh dĩnh với môi xích xích vô đi em thấy mặt cô dâu. Tươi lên cô dâu ơi. Phan đợi xíu. Vậy đợi xíu đi. Gì nó chạy ấy rồi. Đúng rồi chạy. Dầm miếng nào dầm. Đợi xíu. Tắt đèn. Màu quá đẹp. Đẹp. Đẹp lắm chị ơi, em nói thiệt. Đẹp dữ lắm trời. Cái màu là tươi dữ trời. Rồi, ok. Rồi. Rồi mình làm lại ha. Nè chú ghế nè. Ô kết vô đây. Anh thấy. Ánh sáng cười hạnh phúc lên. Em chưa ánh sáng ơi. Dạ có anh con anh con. Thấy không? Ở dưới đây phải. Ở dưới. Đi con. Ủa làm chưa bây giờ chụp đây. Ha. Rồi chụp chưa? Con nè 2 3. Quá đẹp. Ôi quá tự nhiên rồi. Thu lá gơi em nha, mùi lá gơi nha. 2 3. Cười lên cô dâu ơi, cười lên. Rồi em ơi trà đá nè em. Ủa em. Sao tự nhiên em bẻ cái mít của chị vậy? Xí em đền cho góc này cũng nhiêu 100,000 nha. Là có tầm lắm. Thôi tầm xí cho hiệu ứng cô dâu cho đẹp. Xí nó bay bổng rồi. Cái mít chị mới chồng luôn á. Nè trà đá nè. Chưa. Làm lại nè. 2 3. Ôi cô dâu đẹp quá ha. Đẹp xuất sắc. Nè chú ghẻ thấp người xuống xíu nào. Đúng rồi, giả vờ cửa vào. Ánh sáng phà thẳng vô mặt con dâu. Phà thẳng vô, đúng rồi. Nhích nhích vào xíu ít. Thẳng ánh sáng vô nè. Thẳng vô. Rồi cái gì mình nói. Cười tươi lên, mình cười tươi lên. Đừng có đi cái đèn, Mình thả người xíu nè. Cười thiệt nữa, em cắm đầu này. Không đâu anh. Nắm vô em xíu. Em gái ơi, thả lỏng cái cơ mặt nha. Nhiệt tình quá ha. Rồi dính luôn bé rồi. 2 3. Quá đẹp luôn, tuyệt vời. Quá đẹp. Chị thấy cô đang diễn chưa có tự nhiên. Chưa tự nhiên hả? Chưa có tự nhiên luôn. Chị ơi thông cảm đi, bé nó mới cưới. Chị giấy. Hả? Chị cho bé nó coi. Thị Phạm. Thị Phạm là vô trong đó là mình ngồi mình phải đúng cái cảm xúc của nó. Đúng rồi, nó cho thử mặt thôi. Đó để chị vô thôi. Không? Chị đứng ngoài thôi, khỏi vô đâu. Lại ngồi lại. Là cái cảm xúc đó đi. Không, cái này chụp hình cô dâu, cái này chị đang bụng nha. Còn bây giờ là em tiếp theo cái mic nha. Dạ cái mic đi. Quá đẹp. Đá này. Sắc. Em muốn miếng này, em muốn miếng này. Coi chừng trổ son nha. Cô coi hình ảnh. Ôi đẹp quá ha. Ừ. Màu tươi dữ trời. Bây giờ là cô dâu phóng lên đây cho em. Đúng rồi. Chú rể đây cầm hứng. Đúng không? Là như là hứng mít luôn. Ờ, y như là cả đoàn hứng em vậy đó. Anh có thể là hứng em bất kỳ lúc nào, mỗi khi em té ngã là hứng em lên. Đúng không? Là anh đỡ em năng, em nhả anh năng vậy đó. Là vậy đi hiểu không? Hạnh phúc. Chừng nào mà cô dâu gớt hai cái mớp xuống là xong. Ủa em ơi. Mít mà gớt mớp gì vậy? Sao trên cái mít mà có cái mớp? Ủa? Mớp sao anh tự hiểu chứ sao em hiểu? Dạ. Giờ em phải leo lên cây đó mà chạy. Được đâu con? Hả? Được. Leo lên, leo lên. Chú nhảy lên được không? Hả? Không. Cô dâu phải ngồi. Mình phải đọc lạ. Lỡ gớt xuống là Ben luôn á. Không. Mình đi đậu xuống hướng luôn á. Em lên trên luôn, em lên trên luôn. Đó, không lên đúng rồi. À anh ơi. Mình đánh cho anh sáng thì mình cho vừa qua. Ủa bên đây trên ha. Ok. Mình đánh thẳng. Thẳng qua đây nè. Rồi. Mình phà thẳng qua đây. Gái em ơi, gái em ơi. Cố lên xíu nè. Gái em ơi, gái em ơi. Được không? Đúng rồi. Được không? Được, nó chân lên. Coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng. Dạ.
gắn vô, gắn xíu vô rồi. Gắn lên, nè, mình chịu cực xíu mà mình đẹp. Đẩy cái chân lên nè. Hết nổi à chị ơi. Rồi, gắn lên, gắn lên, gắn lên. Gắn lên, đẩy chân lên nè. Đây, cái là, đúng rồi, đúng rồi, đúng lên, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, tôi chừng gót cái mít xuống nha em. Được chưa, được chưa. Lên, 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 thêm xuống nữa đi. Cô dâu ơi, tuyệt quá, hay quá chị ơi. Quá cô dâu ơi. Anh gắn lên, đánh, anh gắn lên em ơi. Đánh cái đèn cho em chụp cái bôi này cho nó đẹp đẹp anh ơi. Được không, được không, được không, được rồi, được rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi, được rồi, được rồi. Miếng nữa, miếng nữa. Miếng nữa hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đẹp rồi. Giữ uy tín. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Đẹp lên, chụp lại lên. Chụp lại lên. Chưa, chưa, cảnh này. Ngồi, ngồi, ngồi trước. Đèn, đèn, đèn. Đèn lên, đèn lên. Chuyện cái đèn cho anh. Ủa? Rồi chưa, rồi chưa. Đèn lên. Rồi chưa? Giữ nguyên thằng gái chị. Cười, cười lên em ơi, cười lên em ơi. Cười đúng rồi. Hai ba. Hai ba. Anh nhìn ra nhìn hướng, hướng. Hướng cái tay hướng. Chị luôn đây nè. Chưa, 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 chưa. Đánh giữ cái đèn. Thái, giữ cái thái này. À. Đó. Bây giờ mình đánh cái đèn ha. Để lên em cho bự quá. Hai ba. Em ơi cái mặt nó khổ sở lắm em ơi. Hai ba. Mặt mặt cười tươi lên. Hai ba. Cười tươi đúng rồi. Hạnh phúc lên, hạnh phúc lên. Hai ba. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, 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 hai ba, hai ba, hai ba, đúng rồi, liên tục, tạo kiểu liên tục lên, tự nhiên lên, chú dâu chú ghẻ, tự nhiên lên, cười lên con ơi, cười lên, cười lên trai, hai ba, ba, rồi kiểu khác em ơi, quá đi, quá đi, rồi đưa cái thọc cái chân xuống, ngồi thọc cái chân xuống, đã, cô dâu, đỡ cô dâu, đỡ cô dâu, không có, được, không có, anh gái đỡ ra, con ngồi sao, mình thọc cái chân bên đây xuống đi chị, ừ. Đúng rồi, toàn tay hai chân gì đó. Được không em, được không em? Gán đi em ơi. Gán đi em ơi. Có chừng cái nhánh cây nữa, nó một nữa nha. Coi như rụng cho mắt là bàn tiền cho bà chính nha em. À. Cái tấm này mình không chụp vui nữa mà mình chụp ngầu nha. Rồi. Ngầu. Chụp ngầu. Ngầu với bồng cầu chị. Đúng rồi, mình phải ngầu cái này quá đẹp. Ngầu hả con? Dạ ngầu. Được không, được không, được không, đúng không gái, được không gái. Cái tà. Con cho phụ xuống đây, 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 phụ, phụ, phụ đây xuống nào. Phụ xuống là đẹp, phụ xuống là đẹp. Đúng rồi, đó, đúng rồi, đó. Rồi chú để mình vô vị trí, mình vô vị trí. Rồi ok, hoặc cái chân vẫn còn trang nghiêm thủy gì đó. Đúng rồi. Đúng rồi, hay quá bé ơi, hay quá. Đẹp quá, ơi, giờ chú gãy hứng đi em. Hoặc với cái cây luôn chị. Ngầu nha, ngầu nha, mình ngầu nha. Chị, hiểu không? Xa ra, đứng đây, đó. Rồi hứng cho chị, hứng. Anh ơi, cút cái đèn lên xíu em chụp chính cái đèn này. Rồi ha. Hứng chưa, hứng chưa. Hứng nha. Cái kiểu ngầu, ngầu. Hai ba gấp, hai ba gấp gấp. Đẹp không, đẹp không? Ủa em ơi, có chụp dính chị không vậy? Có chụp mà phải được. Bắn góc rộng đúng không? Em chuyên nghiệp mà sao chị không vậy? Xa ra, xa chị, xa ra coi rồi đúng nè. Bắt thẳng với cô dâu, dạ ánh sáng vô. Anh dạ ánh sáng cô dâu xíu anh ơi. Hả? Ánh sáng cô dâu xíu. Mỏi, em ơi, coi chừng té cái tàu dừa của chị đó em ơi. Rồi nè, tự nhiên lên nè, chú rể. Mình tự nhiên lên, mình đừng có nhăn mặt, mình vui mà, mình cưới là mình vui mà. Trời nãy nói ngầu. Hả? Ngầu rồi, ngầu rồi, ngầu rồi. Ngầu rồi, ngầu. Mình vui lên nè. Ngầu. Chứ ra bụng đi cầu nha. Hai ba. Hai ba. Đó, quá. Hai ba. Cái này mà về mà chỉnh hình để hai trái mướp lên đây ha. Xuất sắc luôn. Tạm thời á, mình tới đây thôi. À. Hôm nay mình chụp hình lên đây. Xuống em ơi, xuống em anh. Còn ngày mai nữa. Thấy không? Ngày mai mình qua bên kia. Rồi, xuống rồi, xuống rồi. Bây giờ sao đó là ở bên ở đâu? Chụp đâu? Cái bên gì không mà anh nói nè. Bên bãi cát gì đó. À, bãi cát trắng. Chị ơi. Bãi cát về. Ừ. Rồi, cái phim trường ngày hôm nay á là 3 triệu 8. Cái gì? Tiền chụp hình này kia đầu 1 triệu 9. Không. Vậy? Ủa hồi nãy chị nói là cái tờ kia là 1 triệu 9 hả? Nói đó là full combo luôn của chị gửi. Combo là chụp hình với lại mà đồ ấm cưới, sát cảnh trang trí mới make up. Còn phim trường là riêng nha. Trời em ơi, phim trường là 4 triệu 2 mà chị giảm 400 đó. Ừ. 3 triệu 8. Là mày cho trà đá luôn á. Đúng rồi, miễn phí trà đá. Là ở đây là còn chưa kể cái là view quấn này kia nữa đó. Ừ. Cái view này không mà là cái view gọi là trend luôn á. Rồi cái hiệu ứng là cũng tạo cho cô là miễn phí đó. Có tâm là tạo miễn phí luôn đó cô. Bảo đảm là kỳ này là hai vợ chồng nổi tiếng luôn. Chưa bao giờ mà có anh thợ đánh đèn nào mà có tâm như tôi chứ. Anh bất cái gì kỳ cục kìa, hồi lúc đầu anh không nói gì đi anh.
À, chị nói là có 1.500.000 giờ ra tới ba triệu mấy gì? 1.900.000 là cái kia trang điểm đầu đạt, còn phim trường là 3.800.000. Chứ phim trường kiểu gì đâu mà cho vô cái gì là tục tiêu với cái chồng chị chọn hết. Chồng chị chọn chứ không có chọn. À, đây là chị đưa ra nhiều mức giá, thấy cái cảnh này là nó rẻ nhất ra đưa ra đó. Bên phim trường chị còn nhiều lắm. Cái rẻ là gì? Có cái cầu thôi. Còn cái mít là khác. Mà cái mít là giá khác đó em. Nãy em bẻ cành mít là hết 2 triệu rồi. À, chị bẻ chứ em có bẻ đâu. Nhưng mà tại hướng cho anh cái ai. Đúng rồi, hướng cho anh mà chứ đâu có. Nghe nè. Trời ơi, tiền nào của nấy anh ơi. Anh thấy lên rồi cây mít. Anh chỉ có hình nè. Cớp thì những gì gian nan nó phải trả giá. Ừ. Rồi cô nha, ngày mai chị bẻ cát nha. Bây giờ mình dọn đồ vô về nha. Mình phải cát ngày mai em báo giá chưa? Ừ. Rồi. Nghĩ luôn, nghĩ chung đây gì mà 3 triệu mấy gì vậy trời. Đúng rồi đó mẹ. Ta không có vụ 3 triệu mấy đâu. Trời đầu nó có 1 triệu mấy rồi, 3 triệu mấy trong trường gì? Tiền nào cô lấy cô ơi cô. Tiền nào cô lấy vậy? Lúc đầu trong cái bản hợp đồng chị nói là có cái bác xin thêm chi phí đó. Có trong bản hợp đồng có đó. Có ghi đàng hoàng. Có ghi mà tại phim trường tự chịu. Ừ. Em không có thấy phần đó. Có. Bây giờ em thấy rồi nè. Đó là bây giờ em thấy rồi đó. Ừ. Rồi. Thành đi nha. Vậy thôi tụi em phép thì trước nha. Rồi, vậy làm hình, tranh thủ làm hình rồi. Vậy về đang thấy rồi nè. Rồi giờ chúc em có một bộ ảnh cưới nha. Quá đẹp về. Thôi lỡ rồi thôi đi, từ nãy giờ sao né mấy con quỷ này ra đi. Coi cái phim trường gì mà 3 triệu mấy. Mày khỏi cô ơi, vậy chứ. Thế là mình đi nhà mình có gì. Trời ơi. Mình đi thuê của người ta. Thế vậy. Mình mua vừa bán đúng không? Mình đi thuê của người ta mình chịu rồi, con của chị đi mẹ, thôi đi mẹ, thôi đi mẹ. Cô lớn biết điều chứ đi cô. Làm gì biết điều. Đó, hai vợ chồng mẹ tài lanh tài lẹt, tự đi chơi. Trời ơi kìa, tự nhiên chọn đâu cái cảnh gì đó mà kỳ cục kỳ khô gì à. Anh thằng ơi, đi về thay đồ đi em ơi.